chơi đi. Đi mẹ dẫn con ra ngoài nha. Dạ mẹ đi. Ở ngoài đâu có nắng đúng không mà? Ừ. Ok, thì bây giờ mình sẽ test hai loa Marshall Whelan và JBL Clip 5 ở trong rừng như thế nào nha các bạn. Thì mình cũng treo vô để coi thực tế nó như thế nào luôn, khi mà nó không có một cái gì ở phía sau để mà hỗ trợ. Mở clip 5 trước nha. Tự nhiên mở clip 5 thì nó mới lên. Rồi, lần vô. Test pass ở mức volume là 70%. How đó. Marshall Whelan. Mình sẽ để dưới đất một tí xíu nha các bạn. Đầu tiên là mình sẽ test em JBL Clip 5 bài Lost Sky. Singing, take me to
Ok mọi người, thì mình đã test cho các bạn xem được con JBL Clip 5 và Marshall Whelan như thế nào. Thì bản thân mình thấy là chắc chắn rồi, con này nghe mọi thứ nó đều ổn hơn. Nhưng về cái độ to, về cái độ mà khi mà các bạn chơi ở ngoài trời á, thì JBL mình thấy nó vẫn mượt mà, và cái độ linh hoạt di động nó vẫn hơn. Thì cái này cũng phụ thuộc vào cái nhu cầu và cái sở thích của mỗi người, cái này mình không đánh giá nha. Còn về chất âm, theo mình đánh giá thì con này sẽ đánh tốt hơn, bass dày dặn hơn, âm thanh ra nó độ chi tiết, tái tạo mid rap tốt hơn, ấm áp hơn. Và con này cái là chúng ta có thể để đứng trên bàn thì con này không được. Và Marshall thì thương hiệu hơn rồi. Các bạn cầm một cái chiếc loa của Marshall các bạn đi chơi thì nhiều người sẽ thằng này xài loa xịn, còn JBL bình thường thôi, nhiều khi nó xài loa phét nữa. Nhưng mà các bạn đâu có biết, Marshall phét nó cũng đang hiện hành rất là nhiều trong sống ha. Rồi thì mình kết thúc video tại đây. Nếu các bạn thấy hay, hãy like subscribe giúp mình sẽ làm thêm nhiều video mới. Ok, cảm ơn mọi người đã xem video vui hen nhé. Marshall Whelan Test Outdoor Max Volume. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.